Maybe you heard something, just run and we run and we run and we run. Run and we run and we run and we run. And we run and Wow, sắp tới anh rồi. Ôi chứ.
100 này, 510 anh cậu. Ờ, nhóm xe mẹ cho nhiều mặt đồ thế. Xe mẹ về đó, nhóm xe mang được lại không? Nói, anh cậu ấy chắc nhóm destroy cho. Ba vậy bị khéo lấy cái nhân trong bọc cho tờ skin cái là thiệt bay mỗi ba đấy ta ăn ba này lại chân xuống chắn dương đi với cháu sẽ nhầm trời đi cháu tập mèo này hay lại quen lại nó kêu gì quen không biết đôi này chẳng kể ai dân watch video hay dân mơ video tới. When you're picking a hero, what are your allies expecting from you? Where are you expected to go? We can't speak for everyone, but we'll tell you what we most commonly see. First, there's typically a damage dealer in the lane. Ranged heroes such as Celeste, Ringo, and Saw are all well suited to the lane because they can stay near the protection of their turret. However, several melee heroes can hold their own here as well. Typically, there's a second damage dealer in the jungle. Melee heroes have an advantage here as they have more places they can use brush and tight areas to ambush their opponents. However, ranged heroes can also work well in the jungle in a pinch. The third spot usually goes to a durable hero that can support their ally in the jungle, such as Arden or Catherine. This player usually sticks with the jungler, taking hits from monsters and helping invade the enemy's half of the map. Even if you're not sure if you're going to be in this third spot, but you think it's a possibility, I personally recommend picking up an Iron Guard contract from the utility section of the shop. You can learn more about this item in our Iron Guard Contract Academy video. Strategies always shift, and new heroes can change what's popular at any given time. However, when you're not sure what to do, these are pretty good guidelines for figuring out how you can best fit your team. Cái này cho bao nhiêu mới shop với dân ban ở quán này. Hơi ban thì gọi chứ. Rồi. Vì đúng là quán nó lại cái đá nó chưa chơi shop ấy. Dạ. Toàn món cái ai dân thở bay này. Bay là CEO. CEO OP mùi nằm bụt. Nhưng còn được cho tới lại. Rồi thì nó mất, hơi dân cho lại sợi bay mà bụt chân tới. Vì dân sẽ nhé. Rồi dân complete rồi nè. Thì nhé, thì mỗi dân quay public mạch. Ở thang dân quay nó được Battle Royale Casual mạch rồi gọi rank mạch. Lên. À là dân sẽ nhé. Dân kế hoạch cho dân mùi ở trên nhà phèm lo tới. Ok, dân ba đi bọt là quen này. Ai là bọn ăn khóm dân hết daily quen. Lên Battle Royale. Ở dân ba lên ở thang sẽ chất thang tránh cái dân ba đi bọt này. Ok, chẳng bị dấu những mẹo bản ứng, những stream mẹo bản ứng của anh em trang hệ trọng thật thế. Bye bye, hẹn gặp lại.